hiện ra thân mây tương tự càn thát bà vương, càn thát bà tử, càn thát bà nữ, hiện ra thân mây tương tự kiêu bàn trà vương, kiêu bàn trà tử, kiêu bàn trà nữ hiện ra thân mây tương tự long vương long tử long nữ hiện ra thân mây tương tự dạ xoa vương dạ xoa tử dạ xoa nữ hiện ra thân mây tương tự khẩn na la vương ma hầu la già vương càn thát bà vương ca lâu la vương diêm la pháp vương và con trai con gái của chúng Hiện ra thân mây tương tự các ông vua và con trai con gái của vua. Hiện ra thân mây tương tự chúng thanh văn, độc giác và chư Phật hiện ra thân mây tương tự thần đất thần nước thần lửa thần gió thần sông thần biển thần núi thần cây cho đến thần ngày đêm chủ phương vân vân khắp cùng mười phương đầy khắp pháp giới vì dạ thần lại ở trước tất cả chúng sinh đó thị hiện đủ thứ âm thanh như là tiếng phong luân tiếng thủy luân tiếng hỏa diệm tiếng hải triều tiếng địa chấn tiếng núi lớn chạm nhau tiếng thiên thành chấn động tiếng ma ni chạm nhau, tiếng thiên vương, tiếng long vương, tiếng cản thát bà vương, tiếng a tu la vương, tiếng ca lâu la vương, tiếng khẩn na la vương, tiếng ma hầu la già vương tiếng ông vua tiếng phạm vương tiếng thiên nữ ca ngâm tiếng các âm nhạc trời mani bảo vương dùng đủ thứ những âm thanh như vậy để nói vị dạ thần hỷ mục quá sát chúng sinh từ lúc ban đầu phát tâm tu tập công đức như là hầu hạ tất cả các thiện tri thức gần gũi chư phật tu hành pháp lành tu hành bố thí ba la mật khó xả mà xả bỏ được tu hành trì giới ba la mật từ bỏ ngôi vua cung điện quyến thuộc xuất gia học đạo tu hành nhẫn nhục ba la mật nhẫn được tất cả việc khổ của thế gian và tu khổ hạnh của bồ tát tu thọ trì chánh pháp đều kiên cố tâm chẳng động cũng nhẫn thọ được tất cả chúng sinh nói ác làm ác đối với thân tâm của mình nhẫn tất cả nghiệp đều chẳng mất hoại nhẫn tất cả pháp sinh hiểu chắc chắn, nhẫn các pháp tánh suy ngẫm kỹ càng, tu hành tinh tấn ba la mật, khởi hạnh nhất thiết trí, thành tựu tất cả Phật Pháp. Tu hành thiền ba la mật thì hết thảy tư cụ thiền ba la mật, hết thảy tu tập, hết thảy thành tựu, hết thảy thanh tịnh, hết thảy khởi tam muội thần thông, hết thảy nhập vào biển môn tam muội thảy đều hiển bày tu hành bát nhã ba la mật thì hết thảy tư cụ ba la mật hết thảy thanh tịnh mặt trời đại trí huệ mây đại trí huệ tạng đại trí huệ môn đại trí huệ thảy đều hiển bày tu hành phương tiện ba la mật thì hết thảy tư cụ phương tiện ba la mật hết thảy tu hành hết thảy thể tánh hết thảy lý thú hết thảy thanh tịnh hết thảy việc tương ưng thảy đều hiển bày tu hành nguyện ba la mật thì hết thảy thể tánh nguyện ba la mật hết thảy thành tựu hết thảy tu tập hết thảy việc tương ưng thảy đều hiện ra tu hành lực ba la mật thì hết thảy tư cụ lực ba la mật hết thảy nhân duyên hết thảy lý thú hết thảy diễn nói hết thảy việc tương ưng thảy đều hiển bày